Học cách sử dụng giấy từ pour. Học cách chia động từ nhóm 1. Yêu cầu người khác giải thích một điều gì đó. Hỏi về hình thức thanh toán. Học cách xưng hô thân mật. Đó sẽ là nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bonjour. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình dạy tiếng Pháp của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn đến với bài 3 của giáo trình Reflet. Mời quý vị và các bạn học cùng với các bạn sinh viên đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn tham gia với bài học ngày hôm nay của chúng ta còn có một chị giáo viên người Pháp. Đấy là chị Claire Duhamel. Bonjour Claire. Bonjour Phương. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous. Nous faisons connaissance. Je m'appelle Nguyễn Quốc Phương. Professeur de français. Et vous? Nous sommes étudiants. Nous avons 22 ans. Moi, je m'appelle Trần Thu Hà. Et voici mes amis. Moi, je m'appelle Vũ Thị Hoa. Et moi, je m'appelle Ngọc Anh. Et vous? Je m'appelle Nguyễn Văn Cảnh. Je suis Thu Hà. Et moi, Đặng Thu Hằng. Je m'appelle Nguyễn Thị Hoa. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học bằng phần tìm hiểu tình huống ngôn ngữ. Tình huống trong bài học ngày hôm nay là tiếp xúc với một khách hàng khó tính, une cliente difficile. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ Benoit là nhân viên của một công ty du lịch. Ngày hôm nay anh tới đây làm việc hơi trễ một chút bởi vì anh có hẹn ở ngân hàng. Và khi tới nơi thì Benoit nhìn thấy có một thực tập sinh, un stagiaire, đang làm việc thay anh để tiếp một khách hàng. Và vị nữ khách hàng này rất khó tính. Une cliente difficile. Chúng ta cùng xem Benoit và anh thực tập sinh cùng làm việc để giải quyết vấn đề với chị khách hàng như thế nào. D'où je suis pressé. Oui, bien sûr. Vous avez votre passeport? Mon passeport? Oui, ou votre carte d'identité. Mais c'est incroyable. Trong lần thứ nhất xem hội thoại, các bạn không nhất thiết phải hiểu hết. Các bạn chỉ cần quan sát thật là kỹ và trả lời hai câu hỏi sau đây. Où se passent les scènes? Các tình huống diễn ra ở đâu? A. Dans l'appartement de Julie et Benoît. Trong căn hộ của Julie và Benoît. B. Dans la rue, devant l'immeuble de Julie et Benoît. Ngoài phố, trước cửa tòa nhà của Julie và Benoît. Dans le bureau de Benoît. Tại văn phòng của Benoît. Qui n'est pas présent dans les situations? Ai không có mặt trong các tình huống? A. Julie. B. Benoît. C. Pascal. D. Annie, une collègue de Benoît. E. Laurent, le nouveau stagiaire. F. Madame Desport, une cliente. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi tình huống. Tu as un rendez-vous ce matin? Oui, je passe à ma banque avant d'aller au bureau. Elle est où ta banque? Là-bas. Alors à ce soir, Benoît. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Benoît, regarde, t'as un remplaçant. Comment ça, en remplaçant? Qui est dans mon bureau? Chut! C'est le nouveau stagiaire. Il est avec Madame Desport. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. Oh! Madame Desport. Écoutez, jeune homme, voilà mon billet. Ajoutez une escale à Londres, un point c'est tout, je suis pressée. Oui, bien sûr. Vous avez votre passeport? Mon passeport? Oui, ou votre carte d'identité. Mais c'est incroyable. Je suis une bonne cliente de l'agence et vous demandez mon passeport. Mais madame, vous comprenez, une pièce d'identité est obligatoire. Bonjour madame Desport. Excusez mon retard.
Vous avez un problème? Monsieur Royer, enfin. Aidez-moi, je vous en prie, je suis déjà en retard. Alors, Genève, Londres, Paris. Première classe, le 4 avril. Mm-hmm. $2,780. Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous êtes d'accord? Pas de problème, madame. La machine est dans le bureau d'à côté. Annie adore plaisanter. Mais c'est une collègue adorable. Quand tu as besoin d'elle, elle est toujours là. À propos, on se tutoie? Tu es de la maison maintenant? Oui, bien sûr. Alors je t'emmène dans le bureau de Nicole. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un de ses cafés. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời hai câu hỏi mà tôi đã nêu ra lúc trước. Où se passe les scènes? Dans la rue, devant l'immeuble de Julie et Benoît. Đúng rồi, đấy là phần đầu của câu chuyện. Thế còn sau đấy thì câu chuyện xảy ra ở đâu nhỉ? Dans le bureau de Benoît. Trong văn phòng của Benoît, đúng rồi. Et dans l'appartement de Julie et Benoît aussi? Non. Đúng rồi, không xảy ra ở đấy. Như vậy là các em đã rõ là tình huống xảy ra ở đâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem các nhân vật chính nào xuất hiện trong câu chuyện này nhé. Qui n'est pas présent dans les situations? Julie, Benoît, Pascal, Annie, Laurent, Madame Desport. Pascal. Non, Julie. Không phải là Julie mà là Pascal. Như vậy là các bạn đã hiểu rõ nơi xảy ra tình huống cũng như các nhân vật chính rồi. Bây giờ là lúc ta sẽ tìm hiểu xem tại sao bà Desport lại bị coi là khách hàng khó tính. Mời các bạn xem lại đoạn hội thoại giữa Laurent và bà Desport để tìm ra câu trả lời. Và trong phần này chúng ta quan sát, nghe và trả lời hai câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Bà Desport đưa gì cho Laurent? A. Một hộ chiếu. B. Một vé máy bay. Và C. Một thẻ ngân hàng. Câu hỏi 2. Laurent yêu cầu gì ở bà Desport? A. Một hộ chiếu. B. Một chứng minh thư. Và C. Là một bằng lái xe. Première question. Qu'est-ce que Madame Desport donne à Laurent? A. Un passeport. B. Un billet d'avion. C. Une carte bancaire. Deuxième question. Qu'est-ce que Laurent demande à Madame Desport? A. Un passeport. B. Une carte d'identité. Ou C. Un permis de conduire. Mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi tình huống. Benoît, regarde, t'as un remplaçant. Quoi? Comment ça, un remplaçant? Qui est dans mon bureau? Chut. C'est le nouveau stagiaire. Il est avec Madame Desport. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. Oh! Madame Desport. Écoutez, jeune homme, voilà mon billet. Ajoutez une escale à Londres, un point c'est tout, je suis pressé. Oui, bien sûr. Vous avez votre passeport? Mon passeport? Oui, ou votre carte d'identité. Mais c'est incroyable! Je suis une bonne cliente de l'agence, et vous demandez mon passeport. Mais madame, vous comprenez, une pièce d'identité est obligatoire. Bonjour madame Desport. Excusez mon retard. Vous avez un problème? Monsieur Royer, enfin. Aidez-moi, je vous en prie, je suis déjà en retard. Alors, Genève, Londres, Paris. Première classe, le 4 avril. Mm-hmm. $2,780. Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous êtes d'accord? Pas de problème, madame. La machine est dans le bureau d'à côté.
Annie adore plaisanter. Mais c'est une collègue adorable. Quand tu as besoin d'elle, elle est toujours là. À propos, on se tutoie ? Tu es de la maison maintenant ? Oui, bien sûr. Alors je t'emmène dans le bureau de Nicole. Ah bon ? Pourquoi ? Elle fait un de ses cafés. Chúng ta vừa xem cảnh Laurent làm việc với bà Despo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, đấy là bà Despo đưa cái gì cho Laurent? Qu'est-ce que Madame Despo donne à Laurent? Moi, un billet d'avion. Một cái vé máy bay là bởi vì trên chặng đường bay từ Genève đến Paris thì bà Despo muốn thêm một cái chặng dừng Unescale ở Londres. Và chính vì thế bà đưa vé máy bay. Thế còn Laurent thì yêu cầu bà Despo đưa cái gì nhỉ? Mời Hoa. Un passeport ou une carte d'identité. Exact. Laurent là thực tập sinh mới, cho nên anh vẫn còn khá nguyên tắc và cứng nhắc, cứ đòi giấy tờ của bà Despo. Trong khi bà Despo thì lại nghĩ rằng mình là khách hàng quen rồi, không việc gì phải trình giấy tờ nữa. Chính vì thế mà bà tỏ ra khó chịu và không hài lòng. Bà có nói như sau. Mais c'est incroyable. Je suis une bonne cliente de l'agence et vous demandez mon passeport. Các bạn đã hiểu vì sao mà bà Despo bị coi là khách hàng khó tính rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học phần ngữ pháp với hai nội dung chính. Thứ nhất là cách sử dụng giới từ pour. Và thứ hai là cách chia động từ nhóm 1. Trong hội thoại giữa Benoit và Andy là cô đồng nghiệp của anh, lúc mà cả hai người đứng ở trước cửa văn phòng để quan sát Laurent và bà Despo làm việc cùng với nhau ấy, thì anh Laurent rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có một người làm thay mình như vậy. Anh có hỏi chị Andy như sau. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. Đây chỉ là trò đùa để chào mừng người mới đến. Thưa cô, em chưa hiểu lắm ạ. Anh thì tập sinh là người mới đến, nhưng ở đây có trò đùa gì với anh ấy ạ? À, trò đùa ở đây tức là như thế này, cô sẽ giải thích rõ hơn một chút. Có nghĩa là ở châu Âu hoặc ở châu Mỹ, nhất là ở trong các trường đại học chẳng hạn, khi mà sinh viên mới đến thì thường là bị sinh viên cũ bắt làm một số trò đùa gì đó mà thường là những cái trò thử thách. Ví dụ như là sinh viên sẽ phải mặc quần áo kỳ dị, đi diễu hành trong phố, hoặc là người ta sẽ té nước ướt hết vào người mình, xong sau đó thì rắc bột khắp lên người mình chẳng hạn. Thì ở đây cô Annie khi thấy anh thực tập sinh mới đến thì cũng muốn thử thách anh ấy một chút và yêu cầu anh ấy phải làm việc với một khách hàng khó tính là bà Despo. Giống như ở Việt Nam chúng mình hay gọi là ma cũ bắt nạt ma mới. Đúng rồi. Trong câu mà Annie nói vừa rồi các bạn thấy có giới từ pour. Ta có thể dùng giới từ này để chỉ mục đích. Pour plus infinitif. Pour cộng với động từ nguyên thể. Trong trường hợp này pour có nghĩa là để. Par exemple, ví dụ, anh thực tập sinh và khách hàng có thể nói như sau. Le stagiaire, c'est pourquoi? Để làm gì? La cliente, c'est pour ajouter une escale à Londres. Để thêm một chặng dừng ở London. Une escale có nghĩa là một chặng dừng. Giả sử khi bạn bay máy bay từ điểm này tới điểm kia mà bạn phải dừng lại giữa chừng thì cái chỗ đó người ta gọi là une escale. Ta còn có một cách dùng khác của giới từ pour. Pour plus nom de personne ou pronom. Pour cộng với tên riêng, cộng với đại từ. Trong trường hợp này, pour có nghĩa là để cho ai đó. Par exemple, c'est pour qui? Để cho ai đây? C'est pour Julie. C'est pour elle. Để cho Julie, để cho cô ấy đấy. Comment ça, remplaçant? Qui est dans mon bureau? Chut! C'est le nouveau stagiaire. Il est avec Madame Despo. C'est une petite plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. Oh! Madame Despo. Các bạn vừa học xong các cách sử dụng của giới từ pour khi ta muốn nói để cho ai hay để làm gì. Bây giờ mời các bạn nghe giáo viên người Pháp tóm tắt lại nội dung này. Bonjour. Notre thème du jour, deux emplois de pour. Examinons un premier emploi. Exprimer l'attribution avec, pour, plus un nom de personne ou un pronom.
Voilà un billet d'avion. C'est pour qui? C'est pour Madame Desport. Voilà un travail intéressant. C'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour Laurent. C'est pour notre stagiaire. Examinons un premier emploi. Exprimer l'attribution avec, pour, plus un nom de personne ou un pronom. Voilà un billet d'avion. C'est pour qui? C'est pour Madame Desport. Voilà un travail intéressant. C'est pour qui? C'est pour lui. C'est pour Laurent. C'est pour notre stagiaire. Examinons le deuxième emploi de pour. Exprimer le but, l'intention. Pour est alors suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est une plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. C'est pourquoi? C'est pour ajouter une escale à Londres. C'est pourquoi? C'est pour payer par carte bancaire. Examinons le deuxième emploi de pour. Exprimer le but, l'intention. Pour est alors suivi d'un verbe à l'infinitif. C'est une plaisanterie pour souhaiter la bienvenue. C'est pourquoi? C'est pour ajouter une escale à Londres. C'est pourquoi? C'est pour payer par carte bancaire. Bây giờ chúng ta chuyển sang học nội dung tiếp theo của phần ngữ pháp, đấy là chia động từ nhóm 1. Trong tiếng Việt của chúng ta thì động từ khá là dễ sử dụng bởi vì ta không phải chia. Ví dụ như là tôi ăn hay là anh ăn hay là chúng ta ăn thì động từ ăn vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng trong tiếng Pháp các bạn phải chia cái động từ đó cho phù hợp với các ngôi. Và động từ trong tiếng Pháp được chia thành 3 nhóm. Động từ nhóm 1 là các động từ mà có đuôi kết thúc là e, er. Ví dụ như động từ habiter, sống, danser, nhảy múa, hay động từ chanter là ca hát. Muốn chia động từ nhóm 1, ta làm như sau. Trước hết, ta phải bỏ đuôi e, er và thêm các đuôi sau vào động từ gốc. Ta lấy ví dụ động từ danser. Danser. Je danse, tu danses, il danse ou elle danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. Chúng ta sẽ thực hành một chút nhé. Mời các bạn chia động từ habiter, có nghĩa là sống. Câu của chúng ta là habiter à Nội. Xin mời. J'habite à Nội. Tu habites à Nội. Il habite à Nội. Nous habitons à Nội. Vous habitez à Nội. Ils habitent à Nội. Tốt. Các bạn vừa học xong phần ngữ pháp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học nội dung của phần variation. Trước hết, ta sẽ học cách yêu cầu người khác giải thích khi ta không hiểu một điều gì đó. Các bạn hãy nghe 3 câu hỏi sau đây và ta xem hội thoại, rồi các bạn trả lời xem Benoît nói câu gì trong 3 câu sau. Qu'est-ce que dit Benoît? A. Un remplaçant. Qu'est-ce que ça veut dire? B. Ça veut dire quoi un remplaçant? C. Quoi? Comment ça un remplaçant? Mời các bạn cùng theo dõi đoạn trích hội thoại. Benoît, regarde, t'as un remplaçant. Quoi? Comment ça un remplaçant? Tu es dans mon bureau? Benoît, regarde, t'as un remplaçant. Quoi? Comment ça un remplaçant? Tu es dans mon bureau? Mời các bạn trả lời câu hỏi. Qu'est-ce qu'il dit, Benoît? Hằng. Il dit quoi? Comment ça, un remplaçant? C'est ça. Tại sao anh lại đặt câu hỏi này? Vì anh ấy không hiểu tại sao lại có người ngồi trong văn phòng thay mình. Đúng rồi. Chính vì thế mà Benoît đã đặt câu hỏi cho Annie. Khi các bạn yêu cầu ai đó giải thích một điều mà ta không hiểu, thì các bạn có nhiều cách nói khác nhau. Mời các bạn xem mẫu câu sau đây sẽ rõ. Quoi? Comment ça un remplaçant?
Quoi? Comment ça, un remplaçant? Ça veut dire quoi, un remplaçant? Ça veut dire quoi, un remplaçant? Un remplaçant? Qu'est-ce que tu veux dire? Un remplaçant? Qu'est-ce que tu veux dire? Un remplaçant? Qu'est-ce que ça signifie? Un remplaçant? Qu'est-ce que ça signifie? Cả bốn cách nói vừa rồi đều có thể dùng để yêu cầu ai đó giải thích. Cụ thể hơn, các câu Qu'est-ce que tu veux dire? Hoặc Qu'est-ce que vous voulez dire? Đều có nghĩa là Bạn muốn nói gì? Hoặc câu Qu'est-ce que ça signifie? Dịch sang tiếng Việt có nghĩa Điều đó có nghĩa là gì? Để nhớ hơn các mẫu câu này, mời các bạn nhắc lại cùng với chị Claire và các bạn sinh viên. Xin mời Claire. Demander une explication. Quoi? Comment ça, un remplaçant? Quoi? Comment ça, un remplaçant? Ça veut dire quoi, un remplaçant? Ça veut dire quoi, un remplaçant? Un remplaçant. Qu'est-ce que tu veux dire? Un remplaçant, qu'est-ce que tu veux dire? Un remplaçant, qu'est-ce que ça signifie? Un remplaçant, qu'est-ce que ça signifie? Trong phần hội thoại, chúng ta còn được học về cách hỏi, các hình thức thanh toán. Ví dụ như Benoît nói. 2780 francs. Vous payez par chèque? Và bà khách hàng trả lời. Non, je préfère par carte bancaire. Vous êtes d'accord? Pas de problème, madame. Ở đây tôi xin mở rộng bài học một chút. Khi các bạn mua thì bạn có thể hỏi giá tiền và người bán hàng sẽ trả lời. Sau đây là các mẫu câu để hỏi và trả lời về giá tiền. Xin mời Claire. Pour demander le prix, c'est combien? Ça coûte combien? Cái này giá bao nhiêu? Et pour répondre, c'est 100 euros. Ça coûte 100 euros. Giá 100 euros. Khi hỏi giá xong rồi thì ở Pháp người bán hàng có thể hỏi bạn là bạn muốn thanh toán như thế nào. Ở Việt Nam ta khá đơn giản, phần lớn các thanh toán cá nhân đều dùng tiền mặt. Nhưng mà ở Pháp thì một cá nhân khi trả tiền họ có thể trả bằng tiền mặt, bằng séc, bằng thẻ ngân hàng hay là thẻ tín dụng. Chính vì thế mà ta có các mẫu câu khác nhau để hỏi hình thức thanh toán và trả lời cho các hình thức này. Mời các bạn theo dõi mẫu câu. Xin mời Claire. Vous payez comment? Anh muốn thanh toán thế nào? En espèces? Bằng tiền mặt. Par chèque? Bằng séc. Par carte bancaire? Bằng thẻ ngân hàng. Par carte de crédit? Hay bằng thẻ tín dụng? Xin mời các bạn cùng theo dõi các nhân vật hội thoại để hiểu rõ hơn các mẫu câu này. Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Vous faites un chèque? Non, je préfère payer en espèces. Vous faites un chèque? Non, je préfère payer en espèces. Vous préférez payer par chèque? Non, je paie par carte de crédit. Vous préférez payer par chèque? Non, je paie par carte de crédit. Để nhớ kỹ hơn, xin mời các bạn nhắc lại các mẫu câu này cùng với chị Claire. Pour s'informer sur la façon de payer, on peut demander Vous payez par chèque? Vous payez par chèque? Non, je préfère par carte bancaire. Non, je préfère par carte bancaire. Ou Vous faites un chèque? Vous faites un chèque? Non, je préfère payer en espèces. Non, je préfère payer en espèces. Ou Vous préférez payer par chèque? Vous préférez payer par chèque? Non, je paie par carte de crédit. Non, je paie par carte de crédit. Merci. Merci. Các mẫu câu cuối cùng mà ta sẽ học trong phần variation, đấy là cách chuyển từ xưng hô lịch sự với người lạ mới quen sang cách xưng hô thân mật. Các bạn đã biết là với người lớn tuổi thì ta phải dùng ngôi vu và chia động từ cho hợp với ngôi vu. Nhưng khi đã chuyển sang xưng hô thân mật thì ta sẽ dùng ngôi tu và tất nhiên là động từ cũng phải chia cho phù hợp. Sau đây là các cách mà ta có thể dùng
để chuyển sang xưng hô thân mật. À propos, on se tutoie? Tu es de la maison maintenant? Oui, bien sûr. À propos, on se tutoie? Tu es de la maison maintenant? Oui, bien sûr. Alors, on se dit-tu? Nous sommes collègues maintenant. Oui, d'accord. Alors, on se dit-tu? Nous sommes collègues maintenant. Oui, d'accord. Bon, dis-moi-tu, on travaille ensemble maintenant? Oui, pas de problème. Bon, dis-moi-tu, on travaille ensemble maintenant? Oui, pas de problème. Trong các mẫu câu vừa rồi, chúng ta có động từ se tutoyer là một động từ dùng khi ta chuyển cách xưng hô thân mật. Trong tình huống hội thoại giữa Benoît và Laurent thì chúng ta có các câu: Tu es de la maison maintenant? Bây giờ cậu là người của công ty rồi. On travaille ensemble maintenant. Bây giờ chúng ta làm việc cùng nhau rồi. Nous sommes collègues maintenant. Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi. Xin mời các bạn nhắc lại mẫu câu này cùng với Claire. Pour proposer de se tutoyer. À propos, on se tutoie. À propos, on se tutoie. Tu es de la maison maintenant. Tu es de la maison maintenant. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, on se dit-tu? Alors, on se dit-tu? Nous sommes collègues maintenant. Nous sommes collègues maintenant. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon, dis-moi-tu. Bon, dis-moi-tu. On travaille ensemble maintenant. On travaille ensemble maintenant. Oui, pas de problème. Oui, pas de problème. Chúng ta vừa học xong phần ngữ pháp với các cách dùng khác nhau của giấy từ pour, cách chia động từ nhóm 1. Và chúng ta đã học xong phần variation với ba nội dung khác nhau. Đấy là yêu cầu người khác giải thích một điều gì đó, học cách xưng hô thân mật và cuối cùng là học cách hỏi thanh toán. Bây giờ sẽ là lúc chúng ta thực hành hội thoại cùng với chị Claire. Tình huống hội thoại là bạn sẽ đến Alliance Française là một trung tâm tiếng Pháp để xin học. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. C'est pourquoi? C'est pour s'inscrire à un cours de français. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Tiandoua. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans. Quel est votre métier? Métier? Qu'est-ce que ça signifie? Métier, ça signifie profession. Quelle est votre profession? Je suis étudiante en économie. C'est combien un cours de français? 100 euros. Vous payez comment? En espèces. Merci. C'est pourquoi? C'est pour signer. Ah bon. Merci madame. Très bien. Merci Claire, merci Touha. Chúng ta chúc mừng bạn đã thực hiện rất là thành công đoạn hội thoại cùng với chị Claire nhé. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay xin tạm dừng ở đây. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về bài học này thì các bạn có thể vào địa chỉ internet sau: www.vtv.vn /dạytiếngpháp.vtv. Còn nếu bạn muốn làm thêm bài tập để mở rộng kiến thức về văn minh, cụ thể là để tìm hiểu thêm về công việc của một công ty du lịch hay là về tháp Eiffel là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thì các bạn có thể vào địa chỉ sau: www.fleur.hachette-livre.fr. Sau đó bạn sẽ vào mục Reflet sur Internet và bạn tìm tiếp mục Introduction et fiches 0 à 10. Rồi sau đó ta vào tiếp épisode 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Au revoir, à la prochaine. Un peu de poésie.